chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp một chén mạch sao như thế này. Mời các bạn cùng theo dõi mình làm nha. Đầu tiên chuẩn bị giấy A4 có kích thước là 20x20cm. Dăng hay gì? Ta bắt đầu gấp hai đi. Ta bắt đầu gấp đôi tờ giấy lại. Hả? Ta có mượn xíu rồi. Mặt nằm ở đây phương xíu. Ta tiếp tục bằng này, ta gấp đầu xuống. Rồi ta lấy một bình nhỏ chính giữa. Bên đây, ta gấp một trở ra. Sau đó ta tiếp tục gấp từ đầu này, chạm vào cái điểm giữa này. Bây giờ ta tiếp tục gấp phần này còn trở lên. Bên đây ta cũng gấp vào. Phần này ta gấp một nữa ra. Rồi ta tiếp tục cắt bỏ phần này. Mười lon nữa hả? Ta gấp bằng này. Gấp bằng này. Ta gấp bằng này. Ta gấp bằng xem thường tao quá. Tiếp tục gấp bắt đầu này vào đây. Các phần còn lại ta cũng gấp giống như vậy. Các phần còn lại ta gấp tương tự như vậy.
ta cắt các đường này vào. Giờ sau cùng ta đã hoàn thành được cái chén hình như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình làm nha.